Chiều nay, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNEID. Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình, cùng dự có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Đến nay, Bộ Y tế đã tạo lập được trên 98% dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân và đồng bộ liên thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tích hợp vào VNEID. Mở các lớp tập huấn cho 100% các cơ sở khám chữa bệnh, tiếp nhận và sử dụng khi xuất trình trực tiếp trên VNEID. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện liên thông thông tin khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội để tự động điền vào các biểu mẫu, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho các bác sĩ. Bộ Công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã tạo lập và tích hợp gần 912.000 dữ liệu về giấy chuyển tuyến, trên 2.629.000 dữ liệu về giấy hẹn tái khám trên VNEID để sẵn sàng công bố trên toàn quốc. Triển khai sổ sức khỏe điện tử giúp người dân có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám thông qua ứng dụng VNEID một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm bớt những thủ tục hành chính không cần thiết và tiết kiệm chi phí. Về phía các bệnh viện, khi dữ liệu được liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí, cũng như giúp phục vụ chẩn đoán chính xác và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, tránh lãng phí. Về phía chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước phân tích dữ liệu sức khỏe người dân để thống kê, tổng hợp, dự báo, đưa ra các chính sách quản lý nhà nước, chính sách củng cố, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Về triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp, sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm, bước đầu đem lại thuận tiện và nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Đến nay đã tiếp nhận 50.000 hồ sơ trên VNEID. Để nhân rộng ra toàn quốc, Bộ Công an đã và đang phối hợp với Bộ Tư pháp ban hành quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID. Trong đó, đối với trường hợp công dân không có thông tin về án tích, thực hiện trả kết quả giảm từ 10 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của các bộ ngành địa phương, sự đồng hành của người dân trong việc triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNEID. Về quan điểm định hướng thời gian tới, chính phủ chỉ rõ phải chuyển đổi số để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Bởi vậy, công tác lãnh đạo chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của chính phủ, tạo điều kiện cho hoạt động chuyển đổi số triển khai được thuận lợi, tiết giảm các thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho nhân dân. Đồng thời chỉ đạo Bộ Công an tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNEID, cập nhật bổ sung tính năng cho ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để đáp ứng yêu cầu lưu trữ, hiển thị và tìm kiếm thông tin cảnh báo. Bộ Y tế hướng dẫn các sở y tế xây dựng kế hoạch triển khai sổ sức khỏe điện tử của địa phương, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai đúng tiến độ. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo một số bộ ngành bấm nút triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNEID trong toàn quốc.